Kính thưa quý vị, như mọi lần chúng tôi cũng xin một lần nữa xin kêu gọi, thành khẩn kêu gọi quý vị mà điền vào mẫu đơn thống kê dân số. Tại vì thống kê dân số chỉ có 10 năm có một lần thôi. Và mỗi gia đình chỉ cần điền mẫu đơn cho tất cả các thành viên trong gia đình và kể cả người thuê nhà của quý vị. Và quý vị nếu muốn thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm xin vào website là 2020census.gov, tức là 2020 census là thống kê rồi chấm chữ government là viết tắt cho chữ government. Thưa quý vị, và người thứ hai chúng tôi cũng xin mời quý vị hưởng ứng và bảo trợ, đó là Tâm Đoan Shop, tọa lạc ngay tại góc Bonsai và Moran. Có hai dòng sản phẩm D1 và D Royal Support giúp quý vị đẹp tự tin trong ra ngoài. Và xin đón xem live show mỗi ngày thứ ba và thứ sáu từ 6 giờ đến 7 giờ để biết thêm chi tiết. Số phone của Tâm Đoan Shop là 1-888-376-6768. Và thứ ba là vấn đề refinance nhà và vấn đề tài trợ. Thì hôm nay chúng tôi có anh bạn chúng tôi là Donald Trần, cũng là người vừa làm realtor và là một người loan officer rất là kinh nghiệm nhiều năm, phải không anh? Anh có thể cho thêm một vài câu Nếu mà quý vị có câu hỏi gì về địa ốc cũng như về tài chính, xin quý vị liên hệ thẳng với tôi, số điện thoại tay là 714-553-8404, 714-553-8404. Cảm ơn anh chủ nhật Tiến. Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin trở lại cái tin báo động. Chứ nhiều lần trước thì chúng tôi cũng thấy là trong tất cả các cuộc biểu tình mà vừa ôn hòa bạo động thì có cả hai bên đều là nạn nhân. Những người mà đi biểu tình mà ôn hòa cũng là nạn nhân, và một số những người ở trong cái đám mà đến tham dự và đồng ý đồng thuận với những người biểu tình cũng có thể là nạn nhân. Thưa quý vị, mới đây là một người dân biểu, tức là ở Ohio, là dân biểu của tiểu bang Ohio, là Joyce Betty, vừa rồi cũng đến để tham dự và chứng kiến cái cuộc biểu tình bạo động này, thì bà đã bị xịt hơi cay vào mặt. Bà này là một người da đen, thưa quý vị, bà đã tới để ủng hộ các cuộc biểu tình, nhưng mà dĩ nhiên là biểu tình ôn hòa, nhưng mà người cảnh sát đã không có thể là phân biệt người nào là biểu tình ôn hòa và những người bạo động trong cái thời gian căng thẳng này. Thì bà đã bị xịt hơi cay vào mặt. Dĩ nhiên thì sau đó thì bà cũng đã có những cái thông cáo và bà chia sẻ với tất cả những cái việc làm của cả hai bên. Thưa quý vị, bà cũng chia sẻ thông cảm với cái khó khăn của những người cảnh sát, cũng như là những cái nỗi mà âu lo và bực bội phẫn nộ của những người da đen, những người đã coi là mình bị kỳ thị chủng tộc. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề phải nói là xã hội rất là phức tạp, và chúng ta không có thể nào phân tích trong một ngày một sáng được, anh Donald. Vâng, cũng bây giờ ngày hôm nay thì có một đoạn video giám sát mới được công bố, dường như cho thấy ông George Floyd vật lộn dữ dội với các cảnh sát Minneapolis trước khi chết. Thì theo tờ báo Daily Mail, thì trong video không thấy Floyd, nhưng có một cảnh sát tì người vào cửa sau của xe cảnh sát và dường như đang vật lộn với Floyd. Đoạn video do nhà hoạt động Soul King đăng tải cùng chú thích mới có được video mới này. Cảnh sát ở trong xe đánh đập Floyd, một người đứng nhìn trong khi những người khác tấn công. Thì ông Floyd 46 tuổi sau đó đã bất tỉnh và tử vong. Và cảnh sát Chauvin 44 tuổi là bị buộc tội giết người mức độ 3 và tội ngộ sát cấp độ 2. Thì Chauvin cũng được buộc tội phớt lờ các cảnh cáo của những đồng nghiệp khác vốn tỏ ra lo lắng cho Floyd, một người da đen đang bị còng tay và đè xuống đất. Thì cảnh sát Chauvin được cho là ghì cổ Floyd trong 8 phút khiến người này ngạt thở, và ông này chết vì, như là phần trước tôi có nói, là chết vì bị kiềm chế nền, và gồm cả bệnh tim của Floyd cũng thể là đưa đến cái lý do tại sao ông chết. Và cùng lúc đó thì bà vợ của ông, bà này tên là Kelly May Chauvin, thì 45 tuổi thì đã file cái ly dị với ông cảnh sát này vào hôm ngày thứ bảy. Thì bà này Mary cái ông chồng này là khoảng 10 năm, và như quý vị biết là hình của bà thì hơi giống người Á Châu. Thì người ta mới tìm hiểu là trước khi không biết là người Việt Nam hay người Trung Hoa, nhưng mà tôi nghĩ là chắc người Trung Hoa. Thì bà này bà muốn file một cái ly dị, xong bà lấy lại cái tên cũ của bà, nhưng mà hiện giờ người ta không biết là cái tên cũ bà là trước đây là cái gì. Nhưng mà ngày xưa bà có cái tên là Kelly May Thảo hoặc là Kelly May Sion,
tức là không biết là chắc most là gần người Lào như là thưa dạ, bà là người Lào người hay? Lào à vâng vâng thì bà là làm cái gì dạ, vâng người Mỹ và người Mỹ gốc Lào thưa quý vị. Trước khi chúng tôi sang một cái tin về Việt Nam thì chúng tôi xin một lần nữa để nhắc lại những cái khẩu hiệu mà những người mà bạo động đã trưng ra trong cái cuộc mà những cuộc biểu tình bạo động đốt phá này, những cái điều làm cho chính phủ rất là lo ngại. Đó là những câu là go fight against cop, tức là hãy đi mà chống lại cảnh sát đi. Và dĩ nhiên là có những câu Black Lives Matter, tức là đời sống của người da đen, mạng sống người da đen cũng rất là quan trọng. Thứ ba nữa là họ kêu là white silence is racist, tức là những người da trắng mà nếu im lặng cũng là những người mà kêu là kỳ thị luôn á. Và có câu này kinh khủng hơn nữa là awake inside in the flame, hãy thức dậy trong ngọn lửa bên trong của bạn. Và gọi những cái người mà cảnh sát bây giờ họ đặt tên người cảnh sát là Blue Ku Klux Klan, đó là những người mà Blue Ku Klux Klan là những người cực đoan kỳ thị là màu xanh. Những cái câu khẩu hiệu này làm cho người ta rất là lo ngại, bởi vì có thể đây là một cái âm mưu của một nhóm tổ chức nào chống phá chính phủ thưa quý vị. Vì cái lý do đó mà 6.000 vệ binh quốc gia đã lên đường và 2.000 người đang chờ đợi. Và họ tất cả cảnh sát cũng như là những người mà National Guard đó đã bắt giữ 4.400 người trên toàn quốc. Bây giờ trở về một cái tin khác, một tin về Việt Nam thưa quý vị. Tin Việt Nam xin phòng máy cho cái link số 4. Đó là Việt Nam mà trước việc mà Trung Cộng lập cái vùng nhận dạng phòng không. Thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng là vùng nhận dạng phòng không là cái vùng mà vùng trời đó, chứ không phải vùng đất, vùng nước. Tức là một quốc gia có thể đặt ra một cái vùng nhận diện phòng không ở xung quanh cái hải không phận của mình. Và bất cứ khi nào mà có phi cơ nào bay qua thì phải xin phép của cái quốc gia sở tại là sở hữu chủ cái không phận đó. Nhưng mà Trung Cộng này chúng ta đã biết là đó là một cái dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nó là một cái âm mưu rất là to lớn nhằm chiếm lĩnh Biển Đông. Và bây giờ thì Trung Quốc đang chuẩn bị lập một cái vùng nhận dạng hoặc không ở những cái nơi mà đảo mà Trung Cộng đã lấn chiếm từ trước cái này. Thì cái tình hình này làm cho rất là căng thẳng cho các quốc gia ở trong vùng Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore. Nhưng mà đối với các quốc gia khác thì vấn đề này các quốc gia khác đang cố gắng để giải quyết trong cái vấn đề thứ nhất là vấn đề chính trị, ngoại giao. Còn ở Việt Nam thì hình như là im lặng, đó là một cái thái độ rất là khó hiểu. Việt Nam chưa hề lên tiếng về vấn đề mà Trung Cộng đặt cái vùng nhận diện hàng không là như thế nào. Bởi vì một khi mà Trung Cộng có tuyên bố vùng nhận diện hàng không này thì tất cả máy bay đi ngang qua cái vùng này đều phải xin phép Trung Cộng, chứ không phải là xin phép cái nước sở hữu chủ của Biển Đông, đó là Việt Nam, Lào, Campuchia. Thì đây là một cái vấn đề rất là quan ngại, người ta không biết là thái độ của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Trước đây chúng tôi đã thưa quý vị là Mỹ và Trung Cộng đang có những thái độ rất là căng thẳng đối xử với nhau. Nhưng cả Việt Nam lầm lơ để mà xem cái bên nào thắng, như là đợi chai cò đớp nhau thì ngư ông đắc lợi. Việt Nam là một ngư ông đang chờ bên Hoa Kỳ, coi như là có đụng độ Trung Quốc hay không, và có giải quyết được vấn đề Biển Đông hay không thì Việt Nam sẽ ngả theo đó. Đó là những điều mà tiên liệu của một số nhà chính trị. Trong khi đó, một người... dân biểu ở tiểu bang Michigan là ông đó là Justin Amash. Ông này ngày xưa đó là của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà mới đây đã rời Đảng Cộng Hòa và trở thành một người nghĩa là độc lập. Thì ông này trở thành độc lập từ năm 2019. Thì ông này là ông tuyên bố rằng là vì cái sự biểu, tức là nó gọi là violation của cảnh sát. Thì ở Mỹ này có cái luật là nó protect ông cảnh sát, tức là nếu mà trường hợp mà cảnh sát mà có làm cái gì người dân thì không có được kiện anh cảnh sát đó. Thì ông bảo là ông dự trù ông sẽ đưa ra một đạo luật để sửa cái luật này, tức là cho phép người dân có quyền kiện cảnh sát nếu mà dùng excessive force. Còn bây giờ dùng excessive force là nhiều khi nó sợ, như trường hợp này là degree murder, nhưng mà anh không có được kiện, có thể kiện về vấn đề dân sự, tức là đòi bồi thường. Thì ông này ông dự trù ông sẽ đề nghị cái loại đó. Thì ngày xưa ông này là former, thì khi mà ông tuyên bố như vậy thì Đảng Dân Chủ rất là ủng hộ ông. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong thời gian vừa qua đó, vấn đề mà Trung Cộng đến áp đặt cái luật an ninh là Hồng Kông đã gây quan ngại cho toàn thể thế giới.
Vì một khi mà các luật này áp dụng á, thì như Tổng thống Donald Trump cũng đã từng lên tiếng nói đó là sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự thương mại của tất cả quốc gia châu, tại vì Hồng Kông là một cái trung tâm, một cái địa điểm chung thương mại của toàn thể Á Châu. Mà nếu bây giờ áp dụng luật an ninh trên Hồng Kông thì có thể sẽ làm ảnh hưởng lớn tới cái nền thương mại của Á Châu. Và khi một khi ảnh hưởng lấy kênh mạng Á Châu thì lại ảnh hưởng luôn tới quyền lợi của Mỹ. Thì do đó mà Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố rất là thẳng thắn đối với Trung Cộng, mà nếu áp dụng luật này chúng tôi có thể là tính tới cái chuyện mà cấm vận Trung Quốc. Và bây giờ tới phiên 7 cựu Ngoại trưởng Anh thúc giục Thủ tướng Boris Johnson thành lập Liên minh Toàn cầu để cùng ứng phó với vấn đề này. Thì Trung Quốc đang phải đối phó với rất là nhiều cái chỉ trích từ khắp nơi thế giới về dự luật an ninh, tại vì một khi dự luật an ninh ra đời thì tất cả những người dân ở trong cái Hồng Kông này sẽ bị chi phối và không có được làm những hành động gì có tính cách là chống lại cái chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Chúng ta đều biết rằng là nước Anh đã trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997 theo một thỏa thuận 100 năm khi là trước là mượn của Trung Quốc. Thực ra lúc bây giờ không phải là mượn của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà là mượn của nước Trung Hoa. Bây giờ thì tới cái thời hạn thì nước Anh phải trao trả cái Hồng Kông lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Tuy nhiên ở trên những cái thỏa thuận trước đây á, thì mặc dù là Hồng Kông được trả về Trung Quốc, trả về Bắc Kinh, nhưng mà cũng vẫn được hưởng một số quyền tự do mà ở Trung Quốc đại lục không có. Đó. Do đó thì bây giờ các cựu bộ trưởng của nội các thuộc các đảng phái khác nhau nước Anh đã yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson là mọi người đã là một cái quốc gia, thủ tướng của quốc gia trước đây đã từng bảo hộ Hồng Kông, phải lên tiếng nói và chống lại việc Trung Cộng áp dụng cái luật an ninh Hồng Kông trong một thời gian ngắn tới đây. Thì không biết cái việc này sẽ đi đến kết quả như thế nào? Không biết, cũng đợi không biết làm sao. Nhưng mà như quý vị biết á, là bây giờ là 6 giờ rưỡi, thì quý vị biết là lệnh giới nghiêm đã take effect từ lúc 6 giờ. Thì hiện giờ là tức là tất cả những cái người mà trẻ đó mà đi ra, khi mà giới nghiêm là ra ngoài người ta sẽ bắt, trừ phi là có một người lớn đi chung với mình. Thành ra như quý vị biết là ở trên thành phố Long Beach hôm nay là người ta cướp thuốc người tùm lum đó, tức là lấy vô cái pharmacy bê ra bao nhiêu thùng thuốc, tức là thiệt hại rất là nhiều. Thành ra quý vị nên mặc dù là chỉ có nít nhưng mà người lớn cũng nên ở nhà, tại vì mình không biết ra ngoài đó nhiều khi nó bắn nhau rồi cái gì đó, là nó trúng đạn của mình. Nhà ngay cái thành, ngay ở chính chỗ của mình á, thì hôm nay tôi thấy, tôi có đi ngang qua Phước Lộ Thọ lúc 1 giờ trưa thì tôi thấy Phước Lộ Thọ của mình đóng cửa lúc 1 giờ. Nó đóng cửa tại vì nó cũng sợ. Dạ vâng, thưa quý vị, tới đây thì cũng đã tới giờ quảng cáo. Chúng tôi xin mời quý vị giữ màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.